Vừa qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội BC06, Công an thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử tại trụ sở đơn vị từ ngày 29 tháng 3. Tuy nhiên, phản ánh đến BLO, nhiều bạn đọc cho biết, trước khi Phòng BC06 có thông báo về việc này thì họ đã đăng ký lịch cấp căn cước công dân qua mạng và đã hẹn ngày cụ thể đến trụ sở BC06 làm việc. Bạn đọc tên Trúc thắc mắc, em vừa đăng ký lịch trên mạng, được hẹn ngày 17 tháng 4 đến làm thủ tục thì có cần đi không ạ? Bạn đọc tên Nguyên cũng thắc mắc tương tự, em cũng được hẹn ngày mùng 3 tháng 4 đến nộp hồ sơ mà giờ không biết sao đây. Nhiều bạn đọc khác cũng có câu hỏi tương tự. Trả lời vấn đề này, lãnh đạo phòng BC06 cho biết, hiện BC06 đã tạm ngưng nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại trụ sở BC06 ở địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. Vì vậy, mong bà con quay trở về địa điểm cấp căn cước công dân ở nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục cấp căn cước công dân. Trước đó, BLO đã thông tin, kể từ ngày 29 tháng 3, BC06 tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại trụ sở ở địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để tăng cường nguồn lực cho Công an thành phố Thủ Đức và quận huyện. Vì vậy, công dân có nhu cầu làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại căn cước công dân, vui lòng liên hệ Công an thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú để được phục vụ. Hiện Công an thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện đều bố trí tổ chức cấp căn cước công dân tại trụ sở và điểm cấp căn cước công dân lưu động ở địa bàn thị xã, phường. Lãnh đạo phòng BC06 cũng thông tin, dù tạm ngưng nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, nhưng BC06 vẫn thực hiện trả thẻ căn cước công dân cho công dân đã làm hồ sơ trước đó. Đồng thời, BC06 vẫn duy trì 2 xe lưu động cấp căn cước công dân đến từng địa bàn dân cư. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.